Thời báo chấm đe với cái gọi là Việt Nam nài nỉ Hoa Kỳ. Sự kiện Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện, khiến thành phần chống phá Việt Nam ra sức xuyên tạc, chống phá, tiêu biểu như trang Thời báo chấm đe của Lê Trung Khoa ở Đức. Ngày 20 tháng 9 năm 2023, trang Facebook này xuyên tạc: Vì sao Phạm Minh Chính ngạo nghễ, Mỹ phải thừa nhận thể chế chính trị của Việt Nam. Và Việt Nam là bên chủ động nài nỉ để Hoa Kỳ nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Những kiểu xuyên tạc như thế này không mới, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, có thể làm cho người nghe phân vân, dẫn đến hiểu sai bản chất của quan hệ Việt-Mỹ. Bình luận về luận điệu này của trang Thời báo chấm đê, bạn đọc Thu Hiền cho rằng đây là quan hệ hai bên cùng có lợi, cùng cần nhau, không có chuyện bên nào nài nỉ, nổi bên nào nếu không có chuyện có đi có lại. Việt Nam và Hoa Kỳ có chặng đường hợp tác, có nhiều nỗ lực được vun đắp, đặc biệt 10 năm qua, từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Quan hệ hai nước tiếp đà phát triển hiệu quả trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước. Như đánh giá của cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, đó là bước tiến vượt bậc mà ngay cả người trong cuộc cũng khó mà có thể hình dung được. Và ông cũng nhận định hai thập niên tiếp theo, 2015-2035, được dự đoán sẽ là thời kỳ nở rộ về những thành tựu trong quan hệ Việt-Mỹ trên mọi lĩnh vực. Quan hệ Việt-Mỹ đã không bó hẹp trong quan hệ song phương nếu đặt nó trong bối cảnh chung của khu vực và thế giới hiện nay. Có thể thấy mang tầm quan trọng đặc biệt. Việt Nam chủ động đổi mới, hội nhập, phát huy vị thế và quan hệ quốc tế của mình. Khi kinh tế có sự phát triển, Việt Nam tham gia sâu vào các định chế kinh tế quốc tế và khu vực như WTO, CPTPP, RCEP, FTA. Điều này đã tạo ra vai trò đặc biệt của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính vì vậy, bản thân Mỹ cũng cần thiết đối với Việt Nam và ngược lại. Sự hội nhập đã tạo cho Việt Nam có vị thế chiến lược quan trọng. Hiện nay, có thêm vị thế cao hơn rất nhiều ở khu vực cũng như trên thế giới. Thông qua Việt Nam, Mỹ sẽ có cơ hội tham gia sâu hơn, kết nối hiệu quả hơn với ASEAN và các nước khác. Chính vì vậy, không chỉ Mỹ mà các nước trong khu vực châu Á, châu Âu và ASEAN rất muốn nâng tầm quan hệ ngoại giao đối với Việt Nam. Cũng chính vì vị thế quan trọng của Việt Nam, khi đặt mối quan hệ Việt-Mỹ dựa trên lợi ích hai bên, việc nâng cấp mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới cũng hoàn toàn phù hợp và hài hòa. Bên cạnh đó, quan hệ Việt-Mỹ sẽ bổ khuyết kinh tế cho nhau. Từ mối quan hệ hiện nay, vị thế của Việt Nam được nâng cao sẽ đáp ứng một số điều kiện trong quan hệ hợp tác với các nước, đặc biệt là các nước lớn, các nước láng giềng và khu vực. Theo nguyên tắc tôn trọng và hợp tác hai bên cùng có lợi, Mỹ có những thế mạnh mà Việt Nam rất cần và ngược lại. Trong mối quan hệ với Mỹ, bản thân nền kinh tế Việt Nam cũng phải phát triển, tự lớn lên. Từ đó, hàng hóa của Việt Nam mới có thể nâng cao sức cạnh tranh được với hàng hóa Mỹ. Và đây cũng là động lực để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế, ngay cả khi hai bên khác biệt về thể chế chính trị, về xã hội, việc tăng cường hiểu biết, có niềm tin với nhau sẽ vượt qua được sự khác biệt. Hiện nay, Hoa Kỳ là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, là thị trường xuất khẩu vượt mốc 100 tỷ USD. Nhiều năm qua, Hoa Kỳ luôn là một trong những đối tác có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với gần 1.150 dự án đang hoạt động. Tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 10,3 tỷ USD, Việt Nam đã vươn lên vị trí đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào Hoa Kỳ dần lớn mạnh. Về hợp tác quốc phòng an ninh, được đánh giá là một trong những lĩnh vực nhạy cảm. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, Mỹ và Việt Nam coi trọng việc xây dựng cơ chế hợp tác trong lĩnh vực an ninh. Năm 2008, hai nước xây dựng cơ chế đối thoại an ninh quốc phòng chính trị. Năm 2010, hai bên khởi động cơ chế đối thoại cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Mỹ tham gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+, tăng thêm cơ chế hợp tác quân sự Việt-Mỹ, hợp tác nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên và đạt nhiều kết quả. Hoa Kỳ tiếp tục tăng ngân sách cho các dự án tẩy độc ở một số sân bay, hỗ trợ người khuyết tật ở các vùng bị nhiễm độc dioxin. Các cơ quan Việt Nam đã phối hợp cùng phía Hoa Kỳ tìm kiếm xác định và trao trả hài cốt của quân nhân Mỹ mất tích. Hợp tác giáo dục gần đây đạt nhiều bước tiến tích cực với nỗ lực thúc đẩy chuyển giao công nghệ, trong khi hợp tác y tế và phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19 tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước, nhất là trong việc hỗ trợ lẫn nhau về trang thiết bị y tế, tiếp cận vaccine, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống dịch và bảo hộ công dân. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, hai nước vẫn duy trì và mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới như chống biến đổi khí hậu,
chuyển đổi số, kinh tế xanh, an ninh lương thực. Có thể nói, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đang đạt được rất nhiều thành tựu hợp tác mà cách đây gần 30 năm ít ai hình dung được. Đó là kết quả của cả quá trình nỗ lực bền bỉ của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, mang lại lợi ích chung, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân vì hòa bình và phát triển. Hai nước ứng xử với nhau trên cơ sở cùng tôn trọng, nhất là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, là sự chân thành và thiện chí hợp tác, tìm kiếm sự hiểu biết để giải quyết những khác biệt. Như Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken khẳng định, Hoa Kỳ luôn ủng hộ một nước Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng, độc lập và tự cường. Chính phủ Hoa Kỳ trân trọng mối quan hệ đối tác mà chính phủ, người dân hai nước đã cùng nhau vun đắp và mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực nhằm thúc đẩy mục tiêu chung về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, thịnh vượng, cởi mở, kiên cường và hòa bình. Sự kiện Hoa Kỳ và Việt Nam được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện khiến Việt Nam là quốc gia hiếm hoi đã hoàn tất là đối tác chiến lược với tất cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Điều đó cho thấy tầm vóc, vai trò của Việt Nam trên thế giới, vị trí quan trọng của Việt Nam trong mối bang giao của Mỹ với các nước trên thế giới. Tầm vóc đó có được thể hiện bản lĩnh, sự vươn lên mạnh mẽ của con người, đất nước Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không dễ gì hạ thấp, xuyên tạc, bóp méo được.